Vâng, xin mến chào các thầy các cô, chào các em học sinh thân mến. Chúng ta đến tiếp tục với chương trình lịch sử lớp 10, bộ chân trời sáng tạo ở bài số 10. Thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài 10 là Văn minh Tây Âu thời Phục Hưng. Đối với nội dung bài số 10 thì phần đầu tiên là phần bối cảnh lịch sử thì chúng ta không học, các em học sinh chúng ta tìm hiểu, tự tìm hiểu. Phần 2 là mã, chúng ta tìm hiểu đó là những thành tựu tiêu biểu của văn minh Tây Âu thời Phục Hưng. Ở nội dung bài số 10 thì các em học sinh chúng ta cũng làm việc nhóm, chúng ta cũng chia làm 4 nhóm và chúng ta tìm hiểu về những thành tựu tiêu biểu của văn minh Tây Âu thời Phục Hưng ở các lĩnh vực đó là văn học, là nghệ thuật, là khoa học kỹ thuật, là tư tưởng triết học, gắn liền với lại là 4 nhóm. Đến với lĩnh vực đầu tiên đó là về văn học. Thì lĩnh vực văn học thì văn minh thời Phục Hưng đã đạt được thành tựu rất là tiêu biểu. Thứ nhất là văn học truyền bá tư tưởng nhân đạo, ca ngợi tình yêu và sự tự do, và vạch trần và đấu tranh chống chế độ phong kiến lạc hậu với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. Như là về thơ thì chúng ta thấy là có Thần Khúc, rồi là Cuộc Đời Mới của Dante, rồi về tiểu thuyết là có 10 ngày, tiểu thuyết có tên là 10 ngày của Boccaccio, rồi Don Quixote của nhà văn nổi tiếng người Tây Ban Nha là Cervantes. Thứ ba là về kịch đấy, chúng ta có phải nói là những tác phẩm kịch gắn liền với tên tuổi của đại thi hào Shakespeare, đó là Romeo and Juliet nè, rồi Hamlet nè, Othello nè, vân vân. Đó vậy thì qua cái việc chúng ta tìm hiểu một số tác phẩm nổi bật ở thời Phục Hưng trên lĩnh vực văn học thì kia chúng ta sẽ tham gia một cái trò chơi nhỏ sau, đó là nối cột, không nói cột có hình những chiếc máy bay thế này đó vào những cái cột ABCD ở bên phải tương ứng. Thế thì nhà văn Cervantes thì các em học sinh chúng ta đã biết rồi, đó là gắn liền với tác phẩm là nhà văn lớn của người Tây Ban Nha với tác phẩm Don Quixote đấy. Hay như là nhà văn đó chính là chúng ta thấy đó chính là về Shakespeare thì rất là tác giả người Anh với nhiều vở kịch là nổi tiếng Romeo and Juliet, hay là về là tác phẩm là Thần Khúc, hay là Cuộc Đời Mới của Dante nè đó. Rồi Boccaccio thì là với tập truyện 10 ngày ha. Còn Pierre Jonsac là quyển thư tình thứ nhất, quyển thư tình thứ hai đấy. Vậy thì xin cung cấp các em chúng ta vài thông tin về đại văn hào rất là nổi tiếng của người nước Anh, đó là William Shakespeare, sinh năm 1564 và mất năm 1616, là một kịch tác gia, thi sĩ và diễn viên người Anh. Ông được coi là nhà văn viết bằng tiếng Anh vĩ đại nhất. Sự nghiệp của William Shakespeare thì đã mang đến cho ông là những kỷ lục thế giới mà sinh thời có lẽ ông chưa từng nghĩ đến. Đấy chính là chúng ta quan sát ta thấy là cung cấp về thông tin về Shakespeare rất là nổi tiếng khi chúng ta học về mà môn ngoại ngữ cũng đã từng nhắc đến ông. Đấy. Và đây là những tác phẩm nổi tiếng của William Shakespeare là Romeo and Juliet nè, tác phẩm về Hamlet nè, vân vân. Rồi nhắc đến nhà văn rất nổi tiếng của người Tây Ban Nha, chúng ta tìm hiểu về Cervantes. Cervantes sinh năm 1547 và mất năm 1616, cùng năm mất với William Shakespeare. Thì Cervantes là một nhà văn nổi tiếng thời kỳ hoàng kim Tây Ban Nha, người nổi bật như một tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà viết kịch và là người lính. Các tác phẩm của ông là khởi đầu của tiểu thuyết hiện đại. Đây chính là tác phẩm mà nổi tiếng của nhà văn Cervantes đấy, và thời kỳ hoàng kim rực rỡ của Tây Ban Nha đấy, chính là về tác phẩm về Don Quixote hay gọi là Don Quixote đấy, mà chúng em chúng ta đã được học trong một cái đoạn trích trong tác phẩm văn học ở lớp 8 đấy, đó chính là về đánh nhau cái cối xay gió. Thứ hai thì trên lĩnh vực thứ hai là trên lĩnh vực nghệ thuật thì chúng ta thấy đó chính là nhắc đến nghệ thuật ta nhắc đến hội họa. Hội họa thì ở đây chúng ta phải nói là có nhiều danh họa vĩ đại như là Leonardo da Vinci với những tác phẩm như là La Gioconda, tức là nàng Mona Lisa đấy, Bữa Ăn Tối Cuối Cùng, rồi Đức Mẹ Đồng Trinh Trong Hang Đá Nhân Trân.
hay như là một danh họa Michelangelo đấy, Michelangelo với tác phẩm nổi tiếng là Thiên Chúa Sáng Thế nè, Cuộc Phán Xét Cuối Cùng Nhân Dân, hay là tượng David đấy, tượng Đức Mẹ Sầu Bi để nhân dân, như là Raphael với tác phẩm là Trường Học Athens, Chúa Kitô bị đóng đinh và khu vườn xinh đẹp nhân dân. Về kiến trúc của thời kỳ phục hưng thì chúng ta thấy là được phục hồi theo trường phái kiến trúc cổ điển, với các giáo đường nè, dinh thự lâu đài lộng lẫy được xây dựng. Thứ ba là về nội dung của trên lĩnh vực nghệ thuật đấy, thì các tác giả chúng ta muốn phản ánh điều gì? Chính là hội họa và điêu khắc thường lấy chủ đề tôn giáo, thường chủ đề tôn giáo nhưng mang tính hiện thực, thể hiện được đường nét trên cơ thể nhân vật hoàn chỉnh, chính xác, cân đối về tỷ lệ, và điều này chúng ta thấy là nếu các em chúng ta là có đã từng được được xem về tượng David ấy, thì chúng ta thấy là đó chính là một cái hình mẫu về đường nét trên cơ thể hoàn chỉnh, chính xác, cân đối về tỷ lệ. Chính là Michelangelo sinh năm 1475 và mất năm 1564. Michelangelo thường được gọi là Michelangelo là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ phục hưng Italia. Sự uyên bác của ông trong các lĩnh vực đạt tới tầm mức khiến ông được coi là một người xứng đáng với danh hiệu nhân vật thời phục hưng, cùng với Leonardo da Vinci đấy, rồi hay là Raphael nhân dân. Đấy, đây chính là tác phẩm của Michelangelo, tượng David, để thể hiện là trong khoảng thời gian từ năm 1501 đến năm 1504, thì ta thấy là bức tượng David sự phải nói là sự hoàn chỉnh về cơ thể, sự cân đối về tỷ lệ nhân dân này kia nọ. Đấy, các em học sinh ta sẽ chú ý. Nói đến thời kỳ phục hưng, chúng ta các em học sinh đều biết đến đó chính là một danh họa rất là nổi tiếng, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ông là một họa sĩ, một nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết học tự nhiên người Italia rất nổi tiếng. Và Leonardo da Vinci thì sinh năm 1452 và mất năm 1519. Ông được coi là thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại, là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, về xe tăng, về dù nhảy, rồi sự sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời, rồi máy tính, rồi sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, rồi tàu đáy kép, cùng với nhiều sáng chế khác nhân dân. Đó chính là về danh họa rất nổi tiếng là Leonardo da Vinci. Chúng ta có thể xem đây là những tác phẩm rất nổi tiếng của phải nói là làm nên tên tuổi của Leonardo da Vinci, đó chính là đến ngày nay, đó chính là nàng Mona Lisa, là một trong những bức chân dung nổi tiếng nhất của danh họa Leonardo da Vinci. Bức tranh được sáng tác vào năm 1517 và hiện được trưng bày trong bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris của nước Pháp đấy, rất là nổi tiếng. Và nếu như phải nói là có điều kiện các em học sinh chúng ta cũng tham quan đấy. Về đây là về những công trình kiến trúc liên quan đến gọi là lĩnh vực tôn giáo, thánh đường Saint Peter nguyên Nga, thành phố Vatican đấy. Rồi lĩnh vực thứ ba mà các em học sinh chúng ta cũng chú ý đó là trên lĩnh vực là khoa học kỹ thuật. Thì nói khoa học kỹ thuật thì chúng ta nhớ đến đó là về toán học, về vật lý, về y học, về thiên văn học, về kỹ thuật nhân dân. Đầu tiên là về toán học, vật lý, y học đấy, thì chúng ta ghi nhận là có nhiều thành tựu về toán học, vật lý, y học xuất sắc ra đời, như là thuyết hình học giải tích của Descartes nè, rồi nghiên cứu về áp suất khí quyển của Torricelli nè, đã thuật giải phẫu của nhà y học là Wegener, hay là sự tuần hoàn máu của Harvey đấy, vân vân. Đó là về những thành tựu trong lĩnh vực là toán, vật lý và y học. Rồi là trên lĩnh vực thiên văn học thì chúng ta thấy là thiên văn học có nhiều thành tựu quan trọng đặt nền móng cho thiên văn học hiện đại. Tiêu biểu là Nikolai Copernic, các em chúng ta rất là biết rồi đó, với thuyết nhật tâm,
khẳng định là trái đất tự quay xung quanh nó và quay quanh mặt trời nhật tâm. Đấy, rồi với thứ nhật tâm. Thứ hai là Bruno để phát triển thêm với nhận thức mặt trời là trung tâm của mặt trời mới là trung tâm của thái dương hệ. Thứ ba là đối với nhà là phải nói là vật lý học nổi tiếng là Galileo đấy, với thành tựu cải tiến kính thiên văn, cải tiến la bàn, rồi nghiên cứu về chuyển động học nhân dân đó. Và chúng ta thấy là một cái công trình kiến trúc gắn liền với Galileo đó chính là tháp nghiêng Pisa ở nước Italia đấy đó, là gắn liền với nhà bác học đó chính là về Galileo đấy. Và đặc biệt nữa là về trên lĩnh vực kỹ thuật thì thời kỳ này có những tiến bộ trong lĩnh vực dệt nè, khai khoáng nè, luyện kim, chế tạo vũ khí, rồi hàng hải vân vân. Đặc biệt là sự cải tiến nguồn nước đã tác động tới sự phát triển của nhiều ngành sản xuất. Đấy là có thể khẳng định khoa học kỹ thuật Tây Âu thời kỳ này đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy lùi những ảnh hưởng và chi phối của thần học. Thần học đấy chính là của giáo hội Kitô đấy. Tiến cho chúng ta xem đây chính là về nhà bác học là Galileo và chân lý dù sao trái đất vẫn quay. Đấy, Galileo thì sinh năm 1564 và mất năm 1642, là nhà thiên văn học, toán học, vật lý, triết học nổi tiếng thế giới từ thế kỷ thứ 17. Một con người mà giới khoa học đã từng gọi là cha đẻ của việc quan sát thiên văn học hiện đại, cha đẻ của vật lý hiện đại, rồi cha đẻ của khoa học và là cha đẻ của khoa học hiện đại. Đấy, nhân dân. Đấy, rất nhiều danh xưng dành cho ông bởi vì về cái sự thiên tài. Đây chính là về Nikolai Copernic đấy, cha đẻ của thuyết nhật tâm. Thuyết nhật tâm là đi ngược lại hệ thống lý thuyết đương thời, trái đất là quay quanh trục và quay quanh là mặt trời. Đấy, khác với lại là trước đây là quan điểm của giáo hội là trái đất là trung tâm của vũ trụ, mặt trời quay quanh trái đất. Đó thì Copernic đã lật ngược lại vấn đề rồi đó, như vậy. Và đây chính là giới thiệu vài nét về Nikolai Copernic. Thì ông là một nhà toán học, thiên văn học, luật gia, rồi học giả kinh điển, rồi nhà cai trị, viên chức hành chính, nhà ngoại giao, nhà kinh tế và là người lính. Trong số những khả năng của mình thì ông đã lựa chọn thiên văn học làm nghề nghiệp chính. Sự phát triển thuyết nhật tâm của ông được coi là giả thuyết khoa học quan trọng nhất trong lịch sử, đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại. Các em học sinh, chúng ta đến với nội dung thứ tư là về tư tưởng. Thì trên lĩnh vực tư tưởng thì các em học sinh chúng ta thấy là có triết học và tư tưởng. Thì ở đây trên triết học đầu tiên đấy, thì các triết gia theo trường phái duy vật công kích triết học kinh Việt, chủ nghĩa duy tâm hướng tới tách triết học ra khỏi thần học. Người mở đầu cho trường phái này đó chính là Bacon, Francis Bacon đấy. Thứ hai là về tư tưởng thì trào lưu tư tưởng nổi bật là chủ nghĩa nhân văn. Tính chất cách mạng của hệ tư tưởng mới thể hiện ở việc lên án, đả kích giai cấp phong kiến, rồi chống các quan điểm phản khoa học, đề cao tự do cá nhân và giá trị chân chính của con người, rồi bày tỏ tinh thần dân tộc nhân dân. Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng mang nhiều điểm tiến bộ, thu hút các đại biểu đấu tranh trên nhiều lĩnh vực như là văn học nè, triết học và khoa học nhân dân. Là một phải nói là một tu sĩ rất là nổi tiếng, Bruno là một tu sĩ dòng Đa Minh, một triết gia người Italia, nhà toán học và thiên văn học người Ý. Ông nổi tiếng bởi đi theo trào lưu chống lại sự thống trị về tư tưởng của tôn giáo và cho rằng là các hiện tượng tự nhiên có nguồn gốc từ vật chất. Ông cũng là một trong những nhà khoa học đầu tiên khẳng định rằng vũ trụ là bao la vô tận và do vậy không có thiên thể nào ở trung tâm. Đấy, đây là triết gia rất nổi tiếng là nhà triết gia là Francis Bacon nè, đó, hay là triết gia Descartes. Rồi, như vậy thì tóm lại thì nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa phục hưng thì các em học sinh chúng ta là ghi nhận một số nội dung sau. Về nội dung của toàn bộ về văn học, về tư tưởng, về nghệ thuật, về là kỹ thuật nhân dân thì đều nói đến nội dung là lên án gay gắt giáo hội Thiên Chúa Giáo và đã phá trật tự phong kiến.
Thứ hai là đề cao giá trị con người và tự do cá nhân, và đề cao tinh thần dân tộc. Đề cao tinh thần dân tộc. Thứ về nữa là về ý nghĩa đấy, thì chúng ta thấy là là một bước tiến lớn trong lịch sử văn minh Tây Âu. Thứ hai là cầu nối từ văn hóa phong kiến sang văn hóa tư sản. Thứ ba là khởi đầu của văn minh Tây Âu thời cận đại. Thì đến đây thì nội dung bài về bài số 10 đó là về văn minh Tây Âu thời Phục Hưng đấy, thì đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các thầy các cô, các em học sinh chúng ta ở những bài sau. Xin cảm ơn.